Trong thành phố Houston này, nhà hàng nào mà đem đến cho quý vị những món ăn đậm chất quê hương giá cả nhẹ nhàng? Không đâu xa lạ, đó là cơm tấm Thuận Kiều. Mời quý vị đến với cơm tấm Thuận Kiều với khung cảnh lịch sử thoáng mát, tiếp đãi viên ân cần. Cơm tấm Thuận Kiều là nơi quý vị có thể tìm cho mình những món ăn ngon miệng cả ngày, sáng, trưa, chiều, tối như phở, hủ tiếu mì, bánh xèo, bánh bèo, cơm tấm, mì xương chả. Đặc biệt nem nướng không đâu sánh bằng. Và rất nhiều những món ăn gia đình thuần túy Việt Nam không thể bỏ qua như canh chua cá, kho tộ, giải khát, chè, sinh tố, nước mía tươi. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đặc biệt bánh bèo mua 2 tặng 1, có nhận đặc tiệc. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-988-8865, 281-988-8865.